MKB 2 pha ha, giải pháp tối ưu cho cái việc làm già lá, chặt đọt và tạo mầm hoa ha, với cái độ tinh khít cao và hoàn toàn là không gây cháy lá, được nhập khẩu trực tiếp ha, từ Israel do cái tập đoàn 2 pha Israel sản xuất. Quý bà con có thể dùng để tạo mầm hoa cho mọi loại cây trồng với công thức chuẩn ha, là cái lân hữu hiệu lên tới 52% ha, và kali hữu hiệu là 34%. Vì sản phẩm này ha, nó có cái độ tinh khít cao cho nên hạn sử dụng của nó lên tới là 5 năm. Đó, một hũ này quý bà con có thể pha với 200 lít nước ha. Mình đem để mình phun qua lá ha, hoặc là mình tưới gốc đều được ha. Có thể kết hợp với các cái sản phẩm như là MAB ha, hoặc là 10-20. Đó, để tăng cái hiệu quả và đều có thể cộng chung với sâu rầy để mình phun ha. Sản phẩm này thì nó sẽ có cái nguồn gốc ha, và xuất xứ ha, rõ ràng ha. Có đi cụ thể ở đây nhà sản xuất là 2 pha Israel. Đó, và bà con quan tâm thì có thể nhấn vào giỏ hàng TikTok để mua.